Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một khóa học vẽ tranh tường rất đặc biệt. Khóa học vẽ tranh tường này mình nghĩ là ra đời đầu tiên tại Việt Nam và cũng là có một cái phương pháp giảng dạy rất đặc biệt của riêng mình. Đó là cái cách thức mà mình tự nghĩ ra và tự biên soạn bằng cái kinh nghiệm thực tiễn của mình đi vẽ tranh tường nhiều năm vừa qua và những kiến thức mình học hỏi được ở trong trường Đại học Mỹ thuật. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm này với tất cả các anh em yêu nghệ thuật nói chung và nghệ thuật vẽ tranh tường nói riêng. Thì có những cái điểm đặc biệt như thế nào thì mời các bạn xem hết video, mình sẽ chia sẻ ở phần cuối video. Ok, bắt đầu mình khám phá nhé. Đây, giới thiệu với mọi người là cả cánh đồng của mỗi con cò này, em ơi. Hôm nay em đến mà như kiểu một luồng gió mới thổi qua cái lớp của anh. Thổi tí bay hết cả lớp. Làm nó tưng bừng, rộn rã hẳn lên. Mà em đi ngủ một cái trầm hẳn. Đấy. Chưa có bối rối. Bối rối lắm. Có mấy anh có không học lớp thì bỏ về đấy, may có em đấy. Tương lai sẽ là một lữ tướng trong ngành gọi là mỹ thuật tranh tường. À, em ơi, nếu em muốn ngủ thì ngủ ở đây với cùng với vợ anh Xoái kìa, khỏi phải về. Thôi anh Xoái anh biết em. Ủa không? Không phải ngủ với anh đâu. Em biết rồi. Ừ đấy. Thế anh cứ biết em, chiếm vợ của anh ý. Ừ, chiếm thoải mái. Nhưng mà vợ em mang bầu, không lo. Không lo đâu. Em mang bầu ý. Em lo xa, em cũng ngủ lên thoải mái, nhưng mà đi lại tốn kém ra. Nói từ ngủ bối rối lắm. Em về em còn... Cho con bú ấy. Con chỉ có mấy ông này xem thấy là ít vẫn làm chủ đề ấy nhỉ. Đấy, từ nay đâu chỉ để ý đến người đấy. Nói lên có con với em. Ừ, đấy. Em có lâu mới để à? Giới thiệu cả nhà, bức này đang là cao thủ nhất ở lớp, sắp hoàn thiện rồi, rất trong. Quay vào trong lắm rồi chú ạ, trong veo luôn. Mây lang thang nữa như lúc em bảo đấy. Anh cẩn thận, anh vẽ cái đấy này hỏng đi đấy. Nhưng cái chưa được thì anh không đẩy đi. Cái kia trên này chưa được thì anh sửa đi. Hả? Cái đấy nó cái mụn con chim, nó mụn chim kia gì? Có một tí vàng nhưng theo anh thì đừng có làm vàng, em cứ làm xanh đen. Màu trắng cộng màu xanh dương cộng màu một tí màu đen thôi. Nó ra cái màu ghi ấy. Ra màu ghi thì nhìn nó trong. Sao lại quay thế này? Quay này để xem trực tiếp một chi nhìn người đẹp thế kia. Ai là? Mỗi người có một cái bí quyết riêng. Ai là bí quyết? Chia ra vậy. Quyết này là chân. Không phải anh này chuyên ra về thực là phải như thế. À. Con chim cái này nảy nội thế nhỉ, này bay vào cái đầm này sao? Đây là bài Trần Mây mẫu. Ai bảo là vẽ?
mà là vẽ làm gì. Quay cận cảnh con chim. Ừ. Con chim này nhìn phê hơn. Còn này, có con này cái cánh nó xấu. Con này hai con này thì con nhìn con này không, đẹp con, hơn. Con kia đẹp, con kia đẹp hơn. Con này đẹp một kiểu khác, con này đẹp một kiểu khác. Tôi quay xa máy không không là nó chói mắt. Bố con một kiểu. Bỏ máy xa không chói mắt. Nhật ký ngày thứ 10. Sắp hoàn thiện bài hoa sen rồi. Em cho một bông nhỏ nữa cho em. Bông cái này thì treo cái này mất rồi. Vâng, em biết chung áo nào đâu vậy. Cái đây, cho bông đây. Đây. Bôi trắng hoặc khác không bôi trắng. Nhưng mà cái lá ở giữa cảm giác nó là sao ấy nhỉ? Ở giữa trên ấy. Ờ sao cái lá ấy nó như kiểu cái lá mướp ấy thế? Nó ở trên cái lá xanh sẫm kia hay là ở dưới? Cái này ở dưới. Ở dưới á? Không, cái xanh sẫm ở dưới cái nụ sen này cơ. Ờ bên tay trái. Ờ đấy nó dưới nào đấy hay trên? Dưới và sáng thì không ổn rồi. Nhìn sáng như thế là nó bật ra ngoài. Mà nó bật ra ngoài thì nhìn nó buồn cười lắm. Cái lá đấy nó phải trên cái lá xanh kia cơ. Ờ cái lá đấy nó phải trên cái lá chỗ cái nụ sen ấy. Không bây giờ nhìn nó giống hệt kiểu lá mướp. Hay là không phải lá mướp mà nó giống cái lá gì, lá cây cây. Đại khái là không giống nó sen. Chỉnh lại cho đèn lên cái lá xanh kia. Bị dính, anh biết dính cái gì không? Các cái cuống sen nó như cái cột ấy. Thẳng hàng như cái cột. Cái này bây giờ chỉnh nó hơi mệt rồi, khó. Có rút kinh nghiệm các cái lần rẽ sau vậy. Cái cành sen nó phải cong, nó uyển chuyển, nó mềm mại lắm. Ý là nó khi cái cành nó nhỏ xong là nó cái lá to nó đưa lên nó sẽ bị võng cái cành xuống. Bao giờ nó hiếm khi cái lá sen này nó đường thẳng, cái gì nó cũng phải có hơi nghiêng. Hơi nghiêng hoặc hơi cong. Với cái viền cứng ở trên. Bài của mình thì hướng dẫn nhiều anh em quá không hoàn thiện kịp. Khả năng một nửa bài phải để đến khóa sau. Còn nửa bài còn lại để dành đến khóa sau. Mình xin đi lướt qua một vòng những cái tác phẩm đang chuẩn bị hoàn thiện. Chưa hoàn thiện hẳn nhưng mà đại khái là cũng là đến 99% rồi. Đấy còn bây giờ ông đi hỗ trợ cho anh em học viên khác. Hướng dẫn các cái cách thức để nhấn nhá một số cái chi tiết để làm nó nổi bật. Cái bức tranh. Đây bức tranh này, một cụ học viên này là một học viên cũng là xuất sắc thứ nhì trong lớp này. Thứ nhì thì chắc là cũng có mấy cái bài ở đây cũng là xếp vào thứ nhì sau bài của ông. Đây một bức tranh này các bạn, đây một anh Tĩnh ở Hưng Yên phải không anh? Anh nói chung là đúng là Tĩnh, anh không bao giờ nói khi vẽ luôn. Mà lúc khi nghỉ anh chỉ nghỉ đi không nói. Bởi vì tên anh mới trở thành tên Tĩnh. Nói quần là mặt hồ Tĩnh nặng đấy. Đấy cái tên của anh như kiểu cái mặt nước anh đang vẽ này. Tĩnh, không có một gợn sóng luôn. Chim bay tá lả luôn. Chuẩn bị thêm mấy con nữa ở trên bầu trời nữa. Đấy mọi người thấy rất trong trẻo. Nhưng mà có một cái đặc biệt là anh chưa bao giờ cầm bút. Nhưng mà theo mình mà nhận xét với cái tư cách chủ quan ấy, trong nghề nhận xét chủ quan thì đây là một nhân vật sẽ là rất là đáng gờm trong giới tranh cường trong thời gian tới, mà có thể qua mặt được cả mỹ thuật Việt luôn. Anh rất là năng khiếu, thật sự em không phải là quá khen đâu, ít khi em khen lắm. Đấy tiếp theo, bài tiếp theo là của bạn Huỳnh này, thì nếu bạn Huỳnh này sắp tới mọi người cũng sẽ biết, thì bạn ấy đang là một thư pháp gia, tranh cũng, áo Phật Giang đấy, tranh cũng khá là sâu. Nhưng mà so với hai bức để quay tổng thể cho mọi người nhìn nhé, hai bức sát nhau thì mọi người sẽ tự đánh giá được là bức nào nó có chiều sâu hơn một chút. Đấy thì mọi người đánh giá, nhưng mà với mình đánh giá thì bức bên phải đây cũng là 9/10 so với bức bên tay trái. Đây là một trong những cái bài khá là tốt. Đây là bài của anh
bài của anh Thiết ở Thái Nguyên. Đấy, bài của anh đã hoàn thiện rồi và anh đang sang bên đối diện bên đây giúp đỡ cho học viên sự. Đấy, anh Thiết ở Thái Nguyên thì sau khóa này là anh về là trở thành một họa sĩ và thực thụ rồi. Đây thì mọi người nhìn cái tác phẩm thì sẽ tự đánh giá được cái chứ. Rồi đây em sẽ quay vào đây. Sau khi kết thúc khóa học thì mình ép tất cả các link Facebook của mọi người vào cái nhóm này. Cái nhóm kín hỗ trợ học viên. Là mọi người nếu mà gõ vào thì gõ là học vẽ.net, nhưng mà mình chỉ chấp nhận cho tất cả các anh em nào đã đăng ký tham gia cái khóa học của mình thì mình ép hết vào đây. Đấy, đây là cái khóa đầu tiên của mình, chỉ có 6 học viên thôi. Nhưng khóa này kỷ niệm rất là ấn tượng, khóa này rất vui. Đây là anh Phục ở Hưng Yên, anh làm bên ngành kế toán, rất là vui tính, pha trò cho anh em cười suốt ngày. Nói chung là không có cái lớp học nào có thể vui được như cái lớp học vẽ. Nói chung không ngớt tiếng cười, cái đấy cũng là một cái điều làm cho mọi người thoải mái tinh thần, đầu óc và sáng tạo. Nói chung học mỹ thuật là phải vui. Đấy thì cái nhóm đấy, đây cái khóa vừa rồi, khóa K3, khóa này là khóa thứ 3, thì cũng không được đông đủ, cũng có một chú với lại mấy anh có công việc gia đình về sớm, đây là hôm chụp cuối cùng, hôm tổng kết thì không được đủ hết. Nhóm bây giờ, thành viên của nhóm bây giờ không biết là mấy chục người, nói chung gần 40 người rồi, gần 40 thành viên rồi. Đấy thì đây là cái nhóm để mình hỗ trợ mãi mãi. Đây chính là cái điểm khác biệt mà mình muốn nói với tất cả các anh em lúc đầu video đó. Có nghĩa là không có một cái khóa học nào theo mình biết ở tại Việt Nam mà lại có cái hỗ trợ mãi mãi cho tất cả anh em học viên như cái trung tâm của mình. Đấy, mình tất cả những video bài giảng sau này, các bài giảng trước, bài giảng sau này và bài giảng lúc nào mình rảnh, mình sẽ biên soạn từng cái video ngắn một, ví dụ là chuyên về từng cái chủ đề, ví dụ cái cách làm cây đa đẩy sâu, cách làm vỏ cây đa, màu cây đa, cách làm tán, hay làm riêng rẽ từng video một để bổ sung kiến thức cho mọi người. Đây là những video của những cái bài giảng mình cho vào đây để hỗ trợ mọi người. Và trong quá trình học tập mà có gì khó khăn, đi công trình hay là vẽ bài hay là gặp cái gì khó khăn thì mọi người cứ chụp ảnh đăng vào đây, mình sẽ hỗ trợ chính, cụ thể chính, và một số anh em khác còn lành nghề rồi, giỏi hơn thì cũng hỗ trợ giúp đỡ cho mình, cũng như hỗ trợ cho tất cả các anh em để tạo ra một cái cộng đồng lớn mạnh. Đó, mình nghĩ về sau một vài năm mà mình còn có duyên làm trong lĩnh vực giảng dạy hướng dẫn này thì mình sẽ thúc đẩy cho cái nhóm này nó phát triển mạnh lên, anh em hỗ trợ nhau, có công trình hay là có những gì chia sẻ về nghề nghiệp, tất cả mọi người sẽ vào đây tạo thành một cái nhóm lớn mạnh về mỹ thuật. Đấy, tất cả các bài giảng mình đều đưa đây. Đây là tranh của một học viên vừa mới ra trường, em Thiện này, khóa thứ 2, em vẽ và đưa vào đây hỏi ý kiến của mọi người. Đấy, tất cả mọi người đều, ai vẽ đều chưa hết đây. Nghĩa ở Quảng Ninh đang lót và đang có một số gặp vấn đề cũng đưa đây để mình hỗ trợ hết. Đấy, comment, bình luận, tất cả đây đều hỗ trợ. Nói chung là tạo thành một cộng đồng để hỗ trợ nhau cùng phát triển về lâu về dài. Đấy thì đấy là cái đặc biệt nhất mà mình đã phải suy nghĩ rất là lâu rồi. Mình quyết định đưa ra một cái giải pháp, đưa ra một cái nhóm như này để tập hợp mọi người vào đây để tiếp tục hỗ trợ cho mọi người, bao giờ thành nghề thì thôi. Đấy, vậy thì mình chia sẻ qua một cái rất là quan trọng, hỗ trợ các bạn mãi mãi là như vậy. Đấy, để cho mọi người nắm được cái cách thức hướng dẫn của mình và cái cách thức để mình hỗ trợ các bạn sau này. Rồi, ok. Nhân tiện qua cái video giới thiệu về khóa học này thì mình cũng xin dành một hai phút ngắn để chia sẻ về thông tin liên quan đến bản thân của mình luôn. Thì thực chất thì cũng là cái sự chia sẻ để cho mọi người biết được
cái mình người là người hướng dẫn là xuất thân như thế nào hoặc là có trình độ ra làm sao. Thực chất cái đoạn video ngắn này cũng không phải là để PR, đúng thật sự là không phải để PR, tại vì cái vấn đề này là mình muốn chia sẻ cho mọi người biết cái sự thật thôi. Chứ còn đối với mình cái chuyện bằng cấp hay là học vị thực ra nó không quan trọng, cái đấy thì mình luôn luôn tâm niệm trong đầu nó quan trọng, nhưng mà mình muốn chia sẻ cho mọi người biết tất cả những thông tin gì nó liên quan đến mình đó. Vậy rồi thì mọi người cứ hiểu đây là một sự chia sẻ thông tin chứ không phải là một sự PR hay là đánh bóng tên tuổi gì cả. Mình hoàn toàn không thích cái điều đó. Mình sẽ quay sát một chút cho tất cả mọi người quan sát cho tiện, cho dễ nhìn thấy. Đây là cái bằng tốt nghiệp mà cao đẳng sư phạm nghệ thuật trung ương. Đây, lúc mình ra trường thì lúc của nó đó là trường nên đại học sư phạm nghệ thuật trung ương, nhưng mà lúc mình vào học ấy thì đây là chỉ là cao đẳng thôi. Đó, ở trên là ghi là trường đại học nhưng ở dưới là tốt nghiệp cao đẳng. Lúc mình vào cái trường đó là khóa cuối cùng của trường cao đẳng cũ. Khóa cuối cùng của trường cao đẳng sư phạm nghệ thuật trung ương. Đấy, sau đó sẽ đổi tên thành đại học sư phạm nghệ thuật trung ương. Lúc đó mình đi lính về rồi mình bắt đầu mới đăng ký thi vào trường này. Đỗ thì đầu đi học. Đấy, thì nói chung là mình cũng có một chút chuyên môn về kỹ năng về sư phạm. Truyền đạt thì cho mọi người thì nó cũng sẽ có cái phương pháp để cho mọi người dễ nắm bắt được hơn. Đấy, thì bên này thì ngày đó thì mình ra trường về sư phạm mỹ thuật thì lúc đó cũng bão hòa về vấn đề là biên chế, rồi mình cũng không thích làm cái ngành sư phạm mà trong ngành lắm. Sau đây quyết định lại thi tiếp sang bên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đấy thì sau đấy sang đây là năm ra trường tận năm 2015. Thế còn bên này là ra trường năm năm 2009. Đấy, 2009 đây. Thì mình học sang bên trường này thì trường này thì chuyên nghiệp về mỹ thuật hơn, học chuyên sâu hơn, học được nhiều những cái chuyên ngành về mỹ thuật hơn, chuyên sâu hơn ở bên trường sư phạm. Sư phạm thì đơn thuần học về giảng dạy cho các cháu thôi, cho các tầng lớp từ cấp 2 đổ xuống. Cấp 3 hiện tại của mình thì chưa có mỹ thuật. Đó thì mình học sang trường này thì thực ra là đấy mới ra trường năm 2015. Đấy thì một quá trình học là 3 năm cao đẳng, 5 năm đại học là 8 năm. Cộng với lại 6-7 năm thực tế mình đi làm nữa. Tại mình học trong trường mình đã đi làm rồi. Học trong trường mình đã đi làm, đã đi chép tranh rồi đi chép tranh sơn dầu rồi. Bắt đầu có, lúc đó bắt đầu có cái phong trào vẽ tranh tường. Bắt đầu từ đó thì mình cũng bắt đầu đi vẽ tranh tường. Rồi ok, mình nghĩ là cái video này nó cũng khá là dài rồi. Thì có lẽ mình xin kết thúc cái video. Thế còn mọi thông tin thì mình nghĩ là cũng khá cơ bản để cho mọi người có thể nắm bắt được cái thông tin liên quan đến mỹ thuật Việt cũng như là mình là Nguyễn Văn Soái, tên thật là Nguyễn Văn Soái. Đó thì bạn nào, anh em nào đang có nhu cầu quan tâm về lĩnh vực vẽ tranh tường, học vẽ tranh tường thì các bạn đăng ký cho mình, thông tin mình để trên màn hình đó. Có hai cách đăng ký chính, đó là đăng ký qua Zalo, thông tin cá nhân qua Zalo thì các bạn cố gắng điền cho mình đầy đủ thông tin một chút thì mình có thông tin đó thì mình sẽ gọi các bạn, nó dễ dàng hơn. Tên tuổi và quê quán rất quan trọng đó, thì để sau này dễ xưng hô mà. Còn cách thứ hai là đăng ký vào website của .net thì cái đấy là khoa học hơn. Đó thì cái thông tin của các bạn tự động gửi vào mail của mình thì sau này mình quản lý dễ hơn. Đấy, nhưng mà nói chung các bạn cứ đăng ký cái cách nào mà nó thuận tiện nhất cho các bạn là cũng ok. Mình cố gắng sẽ lưu thông tin lại. Và học thì như các bạn biết rồi, học là theo khóa. Mỗi khóa học 15 ngày. Đấy thì
Các bạn chú ý là đủ một khóa, đủ số người khoảng cứ tầm 17 đến 20 người một khóa thì mình sẽ bắt đầu mở lớp. Ai đăng ký trước thì mình sẽ gọi trước, ai đăng ký sau thì gọi sau. Đấy, các bạn hoàn toàn chú ý để thông cảm cho mình chứ không nhiều người cứ thúc giục. Nhưng mà thực chất là mới đăng ký thì mình cũng chưa thể gọi được. Đấy thì điều đó thì mong các bạn hết sức thông cảm. Mình sẽ gọi theo thứ tự. Đấy. Thế còn bây giờ mình phải xác định là làm một trung tâm hướng nghiệp cho tất cả các anh em. Thì hầu như công trình khách hàng gọi cũng khá nhiều nhưng mình cũng bỏ hết để hướng vào một công việc này thôi, làm nó tốt là ok. Mình cũng chỉ mong là truyền đạt được thật nhiều kiến thức cho tất cả anh em. Và sau khóa học nữa cũng muốn làm nhiều video nó thật dễ, thật bổ ích, ý nghĩa cho mọi người dễ nắm bắt và lãnh hội những kiến thức. Rồi, ok. Mình xin kết thúc video, thì hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đấy, các bạn có thiện cảm với mình, với video mình làm thì các bạn đăng ký kênh giúp mình để nhận những video mới. Ok, xin chào tất cả các bạn.